Trả lời các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng những tồn tại hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra là hoàn toàn chính xác. Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết thời gian tới sẽ kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương để tháo gỡ. Một cái xã sau khi đạt hoàn thành tiêu chí nông thôn mới rồi thì tất cả những nguồn lực nó đều không còn. Đây là một cái cấu trúc của ba chương trình, nó cũng có một cái độ lỏng lẻo, nghĩa là thiết kế chính sách chúng ta hình như nó cũng chưa ổn ở trong vấn đề này, thì chúng tôi cũng nhận về phần mình trong cái thiết kế chính sách này. Như vậy làm sao mà những chính sách hỗ trợ đó để nó tạo ra một cái năng lực cụ thể cho địa phương, chứ không thể mà mỗi một giai đoạn thì lại ngân sách nhà nước lại đầu tư, thì tôi nghĩ rằng không thể nào nguồn lực nào nhà nước nào đầu tư hết. Nhấn mạnh việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn còn nhiều khó khăn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, cần phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện thiết chế văn hóa ở các cấp. Qua báo cáo của các tỉnh thành, chỉ có 80% số tỉnh có được thiết chế cơ bản này. Cấp huyện chỉ đạt được 70%, cấp xã chỉ được 60-70% có thiết chế, còn cấp thôn bản chỉ có 30-40% đạt chuẩn. Vậy thì nếu không có thì làm sao mà để là nơi hình thành, để là nơi bồi dưỡng, nơi để mà tạo dựng các cái hoạt động văn hóa. Về vấn đề giải ngân chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh cho biết đã tham mưu chính phủ trình Quốc hội việc phân quyền nhiều hơn nữa cho địa phương trong giải ngân vốn sự nghiệp. Chúng tôi đồng tình với lại đánh giá về tiến độ chậm. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng có những lý do của nó, chủ quan thì cũng có, khách quan cũng có. Trong đó thì vấn đề giải ngân hiện nay đang khó khăn vướng nhất là chủ yếu là vốn sự nghiệp. Chứ còn cái vốn đầu tư công thì cũng không khó khăn về giải ngân. Các cơ chế của vốn đầu tư đã được tháo gỡ. Còn vốn sự nghiệp thì hiện nay đang vướng một vấn đề, đó là lâu nay các đại biểu và các cử tri và người dân đều mong muốn, các địa phương mong muốn là giao cho địa phương. Đối với vấn đề chậm ban hành các văn bản hướng dẫn mà các đại biểu đã nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận tình trạng này là có và cho biết hiện nay cơ bản đã hoàn thành tất cả các văn bản hướng dẫn của Trung ương, gồm 34 văn bản quy phạm pháp luật, 75 văn bản thông thường. Đúng như các đại biểu đã nêu thì được cái việc ban hành nó có chậm. Thì cái này chúng tôi cũng xin hết sức là rút kinh nghiệm. Trong đó có cả Bộ Kế hoạch Đầu tư, chúng tôi còn một văn bản cũng chưa xong. Thế nhưng rất mong là được các đại biểu Quốc hội chia sẻ với cái khối lượng văn bản rất là lớn như vậy. Nhiều vấn đề thì rất là phức tạp, những vấn đề có cả những vấn đề mới liên quan nhiều lĩnh vực. Và các cái chương trình này chúng ta lại không xem xét và phê duyệt tại cùng một thời điểm. Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định hiện nay không còn chính sách cho không mà đã chuyển hoàn toàn sang hỗ trợ có điều kiện. Đối với các hộ nghèo không có khả năng lao động, không có khả năng thoát nghèo, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ đưa ra các tiêu chí để những người này có cuộc sống tốt hơn hoặc không thấp hơn hộ nghèo. Đối với đề xuất của các đại biểu về xem xét lại cơ chế ủy quyền, phân cấp, nhất là về nguồn vốn cho cấp huyện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng đây là một giải pháp khả thi. Đồng tình với quan điểm này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, tất cả các sửa đổi văn bản có liên quan đều tuân thủ nguyên tắc này để hướng tới những kết quả thiết thực hơn. Tới đây, đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, chúng tôi sẽ trình và có lẽ trong cái phiên họp gần nhất của Quốc hội sẽ thí điểm một cái việc mà đồng chí Bộ trưởng Kế hoạch đã nói, đó là mỗi tỉnh lựa chọn một địa phương để thực hiện, một địa phương cấp huyện để thí điểm một cái việc, đó là được trộn 3 chương trình mục tiêu quốc gia với nhau về nguồn vốn. Và cái thứ hai, nếu như nguồn vốn sự nghiệp mà dùng không hết thì có thể chuyển thành nguồn vốn đầu tư phát triển. Tôi nghĩ đây nó sẽ tháo một cái nút thắt rất là lớn. Về tỷ lệ vốn trung ương địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, các nội dung này nằm trong kế hoạch trung hạn nên chỉ trường hợp cá biệt thì mới vận dụng linh hoạt từ nguồn vốn dự phòng hoặc nguồn tiết kiệm chi để ứng xử với từng dự án đặc biệt. Thank you.